Vâng, xin chào anh chị các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo. Đây là bài học như tôi nói là một cái bài học ngay sau cái video nói về cái việc mà chúng ta xây dựng và chuẩn hóa một cái điểm bán, một cái cửa hàng thời trang hay một điểm bán lẻ. Và cái bài học này là bài học mà tôi muốn hướng dẫn một số kinh nghiệm nho nhỏ để giúp các anh chị xây dựng một cái điểm bán như thế, tính toán và tối ưu cái chi phí cho cái điểm bán. Tính toán và tối ưu chi phí cho việc là xây dựng hoặc là mở một cái điểm bán hoặc một cái cửa hàng thời trang, được chưa ạ? Vâng. Còn tất nhiên sau này mình phát triển thành chuỗi thì mình có kinh nghiệm rồi, nhưng mà giả sử như mới thì bây giờ mình chưa có kinh nghiệm thì mình làm nào? Đây là một số cái gợi ý để giúp cho các bạn có thể gợi mở được những cái cách thức tính toán và tối ưu chi phí, được chưa ạ? Thứ nhất là để xây dựng được một cái điểm bán hay còn gọi là cái shop thời trang đấy, store đấy, thì bạn cần phải tính toán đến hai cái yếu tố lớn. Yếu tố thứ nhất đấy là yếu tố phi tài chính, và yếu tố thứ hai là yếu tố tài chính. Yếu tố phi tài chính ở đây là bao gồm ví dụ như là cái địa điểm đấy thuê ở đâu, chọn mặt bằng như thế nào, bao nhiêu mét vuông, đúng không, phố đó bán gì đấy, cả con phố nó là bán cái gì. Bởi vì người ta hay gọi là buôn có bạn bán có phường, mà mình vào cái phố mà chuyên bán thời trang là mình cũng ngon đấy. Thí dụ như ở Hà Nội thì là phố Chùa Bộc này, hay phố Cầu Giấy này, hay các phố cổ này thì bán tốt. Tất nhiên phố nào cũng có cửa hàng thời trang thôi, nhưng mà ví dụ như tôi nói mà bạn vào phố Bạch Mai chẳng hạn thì nó sẽ kém hơn nếu vào Hà Nội. Đấy là tôi chỉ nói thí dụ như vậy, được chưa? Đấy, rồi thì nhà thuê mình, nhà mà mình thuê trước đó bán gì, đấy, những nhà hàng xóm bán gì, đúng không? Có chỗ để xe hay không, an ninh có tốt hay không, đấy, rồi thì đường phố một chiều hay hai chiều, đúng không ạ, có cấm đỗ ô tô hay không, có chỗ để xe vỉa hè hay không, vân vân. Mình xem xét hết những cái yếu tố đấy, kể cả là gì, trời nắng có bụi bặm hay không, có sửa chữa đường hay không, đúng không ạ, rồi thì mưa có bị ngập lụt hay không, mình phải tính nhá. Nhiều người là đi làm mới làm thì chưa có kinh nghiệm là sẽ chết. Thứ hai là nhóm yếu tố về tài chính, tức là liên quan đến tiền, tức là cái việc mà mình mở một cái điểm bán liên quan đến tiền như thế nào. Thế thì ở đây nó sẽ gồm là gì? Chẳng hạn như là tiền thuê mặt bằng, đấy, diện tích mặt bằng lớn hay nhỏ, tiền thuê một tháng là bao nhiêu, giá thuê như thế nào, đấy, cách thức thuê ra sao, đóng tiền mấy tháng một lần, cọc bao nhiêu tháng, đấy, chi phí đầu tư ban đầu, chi phí sang nhận, sang nhượng cái cửa hàng đó, và chi phí gì ạ, trả cho môi giới, thuê bất động sản, vân vân và vân vân. Được chưa ạ? Rất nhiều những cái yếu tố, đúng không ạ? Đấy, tôi thấy các bạn thấy không, tôi giảng toát mồ hôi với các bạn luôn. Những cái chi phí như vậy là chúng ta phải lập bảng Excel và chúng ta tính toán càng chi tiết càng sát càng tốt, tránh cái việc mà các bạn làm không sát là các bạn sẽ bị bội chi. Thế cụ thể nó sẽ bao gồm một số các khoản chi như sau. Thứ nhất là chi phí sang nhượng nếu có, tức là mình lấy cửa hàng của người khác. Đấy, người ta không làm ăn nữa, người ta thua lỗ, người ta chuyển cái lớn hơn, vân vân, người ta nhượng lại cho mình, bao gồm tiền đồ này, tiền quần áo của họ này, tiền hàng hóa đấy, tiền thuê nhà còn lại này, vân vân. Có một số các loại tiền như thế, nên mình tính toán xem có hợp lý hay không nhá. Đôi khi vì một cái địa điểm đẹp thì chúng ta cũng phải cắn răng chúng ta thanh lý đồ cho họ. Thường hiện nay cái đồ đội làm thời trang bán lẻ là thường có xu hướng là sang nhượng. Thế còn nếu mà bạn thuê được cửa hàng mới thì tuyệt vời, được chưa? Thế thuê cửa hàng mới thì mình sẽ tính chi phí thuê nhà hàng tháng, xem là chi phí thuê hàng tháng là bao nhiêu tiền trên tháng này, đóng mấy tháng một lần này, cố gắng đàm phán là đóng ít nhất càng tốt, ví dụ như 3 tháng một lần là tốt nhất, được chưa? Hợp đồng thuê nhà là bao lâu này, 1 năm hay 2 năm là bao lâu thì tăng giá này, nên thuê nhà hợp đồng nên thuê dài, rồi bao lâu sẽ phải tăng một lần, ví dụ như là 12 tháng đến 18 tháng sẽ điều chỉnh tăng 5%, 10%, kiểu như thế mình phải lường hết trong hợp đồng. Cọc 6 tháng thôi hay cọc 3 tháng thôi, thí dụ như vậy. Ví dụ như bọn tôi thuê văn phòng thì tôi cọc tháng rồi, chi phí thi công, thiết kế cửa hàng, thì chúng ta phải liệu cơm gắp mắm nhá, nên lựa chọn những cái chất liệu đẹp nhưng mà lại rẻ bền. Ví dụ như là sắt, sắt ống, kiểu bây giờ người ta cũng hay đầu tư như vậy. Tránh việc đầu tư vào những cái trang thiết bị mà nó quá đắt tiền, lãng phí khiến chi phí đầu tư cao, điểm hòa vốn thấp.
đúng không? Để mà vốn là chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Thông thường thì tôi thấy các cửa hàng hiện nay có xu hướng là đầu tư những giá kệ bằng sắt kết hợp với gỗ công nghiệp đơn giản, sắt ống, tường thì có thể là dùng giấy dán tường hoặc là sơn thẳng trắng xanh đỏ lên trên đấy luôn, xong nó treo một số các bức tranh đề co cũng tạo ấn tượng mạnh mẽ, nhưng mà chi phí đầu tư rất là hợp lý. Hoặc là các bạn cẩn thận hơn thì các bạn có thể mua đồ cũ, mua đồ thanh lý để mà giảm được cái tiền chi phí đầu tư cho mình. Tôi cũng khuyên đấy, các bạn nên cân nhắc cái việc đó. Nếu mà các bạn khéo tay thì các bạn có thể tự làm được một số đồ cho mình. Một số cửa hàng tôi biết là cái anh chủ, cái chị chủ, người ta khéo tay, người ta đóng những đồ cũ, người ta đóng lại, tạo ra một cửa hàng rất là đẹp, nghệ thuật, xinh xinh. Ok nhá. Rồi, thế tôi cũng lấy một cái ví dụ thực tế như là cửa hàng Crown Space của chúng tôi này, cửa hàng giấy dép trẻ em chúng tôi thì nó cũng đầu tư, nó cũng tươm tất, đẹp, đồ gỗ nội thất nhiều. Đấy, rồi thì đèn đóm cũng sáng rực lên. Thì thông thường chi phí đầu tư như thế thì nó cũng dao động khoảng từ 200 đến 250 triệu cho một cái cửa hàng tiêu chuẩn khoảng độ 30 mét vuông. Đây là cái con số áng chừng, nhưng có thể là cao hơn hoặc thấp hơn một chút. Diện tích bình quân là khoảng 25 đến 30 mét. Đây là một cái con số tham khảo để giúp các bạn có cái thông tin, cái mức độ đầu tư thôi. Còn nếu mà các bạn mà làm thời trang, mà nhất là cái thời trang nữ công sở lúc trước bây giờ, thì tôi nghĩ là đầu tư khoảng vài chục đến khoảng 100-150 ok. Bởi vì rất nhiều cái đơn vị tôi thấy họ thi công một cái cửa hàng nó cũng khá là đơn giản. Ví dụ như nền, người ta có thể dùng nền xi măng thay vì nền gỗ. Tường người ta có thể ốp gạch giả lên, sau đó người ta sơn. Thế là xong, làm thêm mấy cái giá sắt. Cái đèn đóm thì dùng một số các đèn sắt mang tính trang trí, trông vừa nghệ thuật lại rẻ. Tiếp tục là chi phí thiết kế nội thất, ngoại thất, biển hiệu, đèn đóm. Có thể là các bạn thuê trọn gói trong cái phần thi công thiết kế cửa hàng, hoặc là các bạn làm riêng thì tùy. Theo tôi thì nên thuê thêm một cái đơn vị thi công thiết kế chuyên nghiệp để họ làm, nếu như các bạn có điều kiện. Tất nhiên là các bạn phải đàm phán kỹ về thời gian thi công, chất liệu của từng các cái nguyên liệu, đồ dùng. Các bạn phải xem mức giá tiền, so sánh cách thức làm việc, cách thức trả tiền, đảm bảo tiến độ, đúng không? Viết hợp đồng và có phạt hợp đồng ra. Khi họ mang đồ đến thì mình cũng phải xem xét cẩn thận các thứ một chút, tránh cái việc là nó nhiều khi người ta đóng đồ không kỹ, nứt nẻ, kẽ kiếc nhiều lắm. Như thế bọn tôi làm mà tôi có kinh nghiệm và tôi biết, nhiều khi chúng ta vội khai trương, chúng ta hay úi xùi. Thế thì cái đấy là có điều khoản phạt, thì chúng ta có thể phạt được cái đơn vị mà người ta cung cấp cái dịch vụ thiết kế và thi công công trình. Đấy, ok. Rồi thì mới đây thì tôi cũng có tư vấn cho một cái khách hàng mở cái shop thời trang bán hàng nữ Việt Nam xuất khẩu, bán đồ nữ, quần áo, giày dép Việt Nam xuất khẩu đấy, hàng đẹp, giá bình quân khoảng 200-300 ngàn một sản phẩm. Chi phí đầu tư tôi thấy cũng rất là hợp lý. Tôi khuyên là nên tiết kiệm bằng cách là thuê mặt bằng nhỏ nhỏ khoảng 8 triệu một tháng. Chi phí xăng nhượng cũng chỉ có mười mấy triệu thôi. Đóng các bàn ghế giá kệ như tôi nói bằng sắt ống và kết hợp với gỗ công nghiệp rất là rẻ. Bên trong thì sơn luôn màu trắng, mang sơn về sơn, tự sơn lấy, không cần phải thuê mướn gì cả. Nền nhà tận dụng có sẵn, mùa đông thì mình có thể kết hợp với việc trải thảm sau. Đèn điện DJ nổi cộng với vài cái bóng điện, đèn trông nghệ thuật là ngon. Biển hiệu thì tôi cũng xui là tận dụng cái của người ta có sẵn, đừng bỏ đi phí, bóc cái logo của họ ra, thay cái logo của mình vào, dán đề can lên cái sáng sủa ngay. Tất nhiên là bạn ấy cũng vừa bán online vừa bán offline, và bán online tốt rồi. Thế thì chi phí đầu tư cả hàng hóa, cả cửa hàng, cả đồ dùng nó chỉ vào khoảng 150 triệu chi phí ban đầu. Tôi thấy là tỷ lệ rất là tốt, an toàn, và mở cái là bán ngay, không có phải PR cân quảng cáo gì nhiều. Tiếp tục là bạn cũng có phải
cân nhắc về việc đầu tư các hệ thống và thiết bị phần cứng, phần mềm bán hàng và quản lý khách hàng. Ví dụ như là máy tính, phần mềm bán hàng, máy đọc mã vạch này, máy chống trộm, camera này, đúng không? Việc đầu tư mà càng đầy đủ các cái thiết bị này thì sẽ khiến cho bạn tốn tiền. Chi phí đầu tư có thể từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng tùy vào quy mô. Thường thì nếu mà máy móc, thiết bị mã vạch bạn biết thì khoảng chục hai chục là đủ. Theo kinh nghiệm của mình thì nếu mà các bạn không dồi dào về tài chính quá thì các bạn nên đầu tư laptop hoặc là PC cũ, nó khoảng 3 đến 5 triệu, dùng thanh lý ngay 1-2 năm ok. Trước mắt có thể cài cái phần mềm bán hàng miễn phí và cái phần mềm trên mạng, rất nhiều các phần mềm miễn phí tốt, chịu khó đúng không ạ? Đấy, rồi thì nếu không thì mua một cái phần mềm có phí cũng được. Đấy, rồi thì đầu tư thêm cái máy cà thẻ di động M-POS của một cái ngân hàng nào đấy rất là ok, bởi vì bây giờ thì nhiều cái khách hàng người ta đi thanh toán là cà thẻ lắm nên mình dùng. Đừng quên là đầu tư một cái wifi, bởi vì khách bây giờ người ta lướt Facebook rất là nhiều và mạng rất là nhiều, thì cái dùng có wifi này kết hợp với cái tính năng wifi marketing, cái tính năng này trong Facebook là nó có nhé, không cần phải lắp đặt thêm. Thế nếu mà các bạn học về Facebook marketing thì các bạn cũng có thể học cái chương trình đào tạo toàn diện chuyên sâu của tôi tại cái series video riêng của nó, một cái series video riêng, rất nhiều hàng chục các bài video chi tiết bán hàng quảng cáo trên Facebook như thế nào. Và rồi thì mình cũng phải có thể là chuẩn hóa cái đồng phục cho nhân viên, túi tắm, rồi thì danh thiếp, quy trình bán hàng ok một chút. Rồi thì chúng ta cũng cần phải lập các cái bảng này chi tiết ra để chính xác cái số tiền mình cần phải đầu tư, cái thời gian thu hồi vốn. Cần phải lưu ý một chút là mình cũng phải dư ra một chút, bởi vì thông thường là xu hướng đầu tư là sẽ có xu hướng bị đội lên. Đấy, bạn càng tính kỹ thì cái việc đội lên nó càng thấp. Rồi thì bạn cũng phải tính đến một cái chi phí nữa là chi phí nhập hàng để bán, bao nhiêu mặt hàng, bao nhiêu mã hàng, số lượng để trưng bày cho nó kín, để làm sao mà nó vào mà hàng hóa nó dồi dào, đúng không? Dễ bán, dễ mua. Thế thì mình phải tính cái chi phí này vào. Nếu mà đối với một cái cửa hàng lớn thì thậm chí là họ cũng phải đầu tư lên tới là từ vài tỷ đến cả chục tỷ đồng đấy, bao gồm là chi phí cho cửa hàng, thuê mướn mặt bằng, chi phí hàng hóa và chi phí sang sửa. Mới đây thì tôi cũng vừa qua cái đơn vị Japanmart, một cái đơn vị chuyên bán lẻ hàng Nhật, mà hiện nay chúng tôi đang đàm phán với nhau để làm một số cái chương trình phát triển marketing online, cố vấn cho thương hiệu, phát triển đội ngũ bán hàng, đào tạo nhân viên vân vân cho thương hiệu này. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình thảo luận. Thế thì tôi được biết là cái chi phí đầu tư của họ rất là lớn, một cái cửa hàng 50-60 mét là họ đầu tư sang sửa lên tới khoảng 700 triệu. Cái nội thất họ làm rất là đẹp sang. Thế tất nhiên là đấy là cái tùy vào cái tỷ suất đầu tư. Mình cũng không nói là sang thì tốt hay là kém thì tốt, tùy chúng ta liệu cơm gắp mắm, được chưa ạ? Rồi chúng ta phải tính đến chi phí của nhân viên, bao nhiêu nhân viên, mấy ca, mỗi ca mấy nhân viên, lương cứng như thế nào, thưởng doanh số ra sao, nên dùng phương pháp kết hợp lương cứng và trả doanh số thưởng để kích thích cái việc nhân viên người ta bán hàng tốt cho mình và có trách nhiệm hơn đối với người lao động. Đấy, thì cũng rất là tốt. Bạn cũng cần phải tính thêm những cái chi phí về khai trương, chi phí về marketing trước bán, chi phí sau bán một chút, bởi vì rất có thể là sau bán, sau khi khai trương thì không may thì có thể bạn sẽ vắng khách hoặc là lâu lâu mới có khách, thì bạn cần phải có một cái dòng vốn để cầm cự và làm quảng cáo để đưa khách đến Facebook, Zalo, quảng cáo hay là dùng các trang cá nhân, post bài vân vân, thì đấy đều cần tốn đến chi phí cả. Thế thì đấy là một số những cái kinh nghiệm nho nhỏ để giúp các bạn tính toán được một cái chi phí mở cái điểm bán, và cũng có những cái lời khuyên cho các bạn về cái cách để các bạn mở cái điểm bán, và cứ thế các bạn nhân nó thành chuỗi 3, 4, 5, 7 cửa hàng lên, càng nhiều càng tốt.
thì cái việc phát triển chuỗi như thế nào thì tôi cũng sẽ có những cái video bài học kinh nghiệm hướng dẫn cho các bạn thêm. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Rất vui được trao đổi với các anh chị và các bạn. Cảm ơn các anh chị và các bạn.